mới que hàn là 3.2 nhé mọi người nhá. Thép có hộp, à thép chữ V là thủng luôn đấy. Đấy, mình hàn liên tục luôn, que 3.2 cho mọi người xem. Đấy, những bác nào mà đã hàn kinh nghiệm rồi thì có thể điều chỉnh dòng hàn nó cao lên một tí. Đó.
dòng 155 thì que 2.5 nó sẽ khỏe quá mọi người ạ. Đấy, mình chỉnh dòng hàn lại cái nó sẽ khác ngay. Con này mình đang bán ở trên thị trường là 2.550.000 miễn phí vận chuyển nhá. Chuyên hàn que, hàng chính hãng. Hàn que 3 ly 2 liên tục thì quen hàn que 2.5 thì có xi nhê gì đâu đúng không mọi người. Ok nhé mọi người, cái video ngày hôm nay mình đã kết thúc tại đây. Để liên hệ và tư vấn đặt hàng mọi người có thể liên hệ tới số điện thoại góc bên dưới màn hình 0915935868, hoặc mọi người có thể là kết bạn Zalo với chính số đó, bên shop sẽ báo giá một cách nhanh nhất và tư vấn cho mọi người những dòng máy hàn mà mọi người đang có nhu cầu và sử dụng. Mọi người đừng quên hãy cho mình một like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình làm thêm nhiều các sản phẩm review chính hãng của các dụng cụ điện cầm tay chính hãng mà bên mình đang phân phối. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.